Hello anh em, nay có con xe vơ hay cực. Từ từ nhập cốt được tặng 10k thỏi vàng ngọc thì nhận phở gì ở nhà nhé. Cốt tôi để dưới mô tả. Bên làng ca ca rốt có thằng này để anh em nâng cải trang khỉ nhé. Mua cải trang khỉ Black đã xong nâng phải mua thêm đá ngũ sắc. Tôi tua đến đoạn nâng mắc nhé. Một hồi nâng đã lên cấp 6 mà con này là khỉ bay mà nó ghi là 6, tôi nâng lên 8 cho anh em xem nhé. Một lần nâng nhảy 2 cấp. Sao xấu thế này, trên phiên bản PC nhìn như này cơ mà. À mod lỗi hiển thị anh em mã thôi, xài tạm nhìn hơi như cờ cờ mà cũng tạm. Chúng ta cùng qua đảo Kame xem nhé. Thằng va đốt này chỉ là xem bảng xếp hạng. Cái thằng này đến võ đài gì á tôi cũng không biết. Thằng Satan có cái sốc hoa bị ngạn này là phết này. Bán mấy cái đồ cho anh em mở lấy set kích hoạt với ngọc rồng. Ông có thay sở kêu 2-3 đệ ngon luôn. Cái hoa bị ngạn chắc để mua đồ trong sốc hoa bị ngạn. Thôi tôi đi ăn cơm đầy, bye bye anh em nhé.